Đây là một cái góc nhìn để thấy được cái sự hoành tráng của dòng thác chia đôi biên giới hai nước. Cái hàng rào sắt kia là của Trung Quốc, còn chờ hàng rào sắt sở sang bên này là của chúng ta. Trước mắt các bạn là cây cầu ngắn nhất thế giới, cầu nối liền giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Cây cầu chỉ khoảng 7m thôi, 7-8m thôi, nhưng mà ở dưới đó là cái vực cực kỳ sâu nhá, vực sâu dã man luôn và sâu hoắm hoắm mun hút ấy. Đây là cột mốc phía Việt Nam này, phía bên kia là đất bạn rồi nhá. Đó, hôm nay chúng tôi lọ mọ lên đến tận đây rồi. Anh em nào muốn tìm điểm này nhá, chịu khó theo dõi và ủng hộ cộng đồng Phê Phượt, chúng tôi luôn luôn khám phá những điểm kem nó rất thiên nhiên. Các bạn lên Y Tý mà các bạn vào homestay các bạn ở thì ai có điều kiện cả, thoải mái đơn giản. Nhưng các bạn tìm ra một cái đỉnh núi đủ phẳng, đủ độ cao để nhìn xuống cái view đẹp như thế này. Mọi người nhìn thấy đường vào Y Tý hay không ạ? Em ơi, chúng tôi đang trên đường vào Mường Hum và bây giờ chỉ còn cách Mường Hum có khoảng 2 cây số nữa thôi. Thế và một cái điểm tư vấn cho anh em trên cái hành trình mà lên Y Tý nhé, là nếu như xe mà còn đến Sapa ấy, thì thường thường còn có nửa bình hoặc là có thể ít hơn, thì các bạn nên đổ dầu đầy vào trong Sapa, đổ đầy dầu đã. Nếu mà không đổ đầy ấy, thì các bạn chắc chắn sẽ bị thiếu dầu, là cái khả năng rất cao. Ví dụ hôm nay là xe của Minh Trường này, là phải tất cả anh em chúng tôi vào đây để tiếp dầu hết đây. Và tiếp đầy luôn để leo Y Tý và leo hẳn lên trên đỉnh kem của nó. To xe của Trường nó coi như là chạm vạch hết luôn rồi. Thế còn chờ con của Susan đây, đang quay đầu lại đổ đây. Đấy, con này đang quay lại đổ đây. Tất cả đều phải quay để đổ dầu hết như bình thường. Đây con 29 chỗ này, biển Hà Nội này. Thế bác này, bác ấy chạy thẳng lên Y Tý được, nhưng mà người ta lái ở đây từ cách đây 7-8 năm người ta đã chạy rồi, chứ còn không phải như anh em mình nữa là tay mơ chấp. Anh ơi, anh em hỏi một câu, anh lái con này vào đường Y Tý được bao lâu rồi, mấy năm rồi? Tay lái anh chạy đường này mấy năm rồi? Cái này vào được cây 7-8 năm mới vào mà. À đấy, đúng lại là anh này anh chạy cách đây 7-8 năm đã chạy rồi, và năm nào cũng đi hàng chục chuyến. Đấy, năm nào đi mấy chục chuyến nhá, cho nên là nó mới được như thế. Chứ con anh em đừng có chủ động chạy ngoan tua đâu. Chị Hương, người dân tộc Giấy cho ăn món phở gọi là phở nhưng mà thịt quay, phở thịt quay nhưng mà lại thịt lợn bản, thịt lợn đen đấy, con lợn đen đen xì xì đấy, ba chỉ lợn đen, thịt ba chỉ lợn đen, xong rồi lại ngâm giấm, xong rồi cặp cái bì ra cho vào chảo làm giòn lên, đúng không chị? Làm giòn lên đấy, đang bị cục trong này này. Đấy, đúng chị này. Đây bánh phở chị tự làm à? Tự làm. Em chị bằng, làm. Bằng gạo đen à hay là gạo này thì nó cũng không phải là đen mà cũng không hẳn là trắng. Nó là gạo địa phương ngày xưa rồi. Cái lúa nó cao như thế này này. Lúa cao ngang 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 người người này này. Quả cao báo mà nó to như là quả đại bác. Cao báo. Đấy to như thế này cơ mà, to bằng cái bát ấy mà. Chà, mang ra mấy xong rồi chị chiên lên. Rán vàng lên để cho nó chín trong, rồi là các thứ là mình làm chua ngọt, tỏi ớt rồi là các thứ là sẽ làm chua ngọt. Đấy gọi là món cà đại bác, rán và xào chua ngọt, rán vàng vỏ ngoài xong rồi thơm xào chua ngọt. Ngon lắm. Ui. Ui. Ăn được. Đậu to chưa? Đậu đỗ thôi, mình nhớ. Là bằng đỗ à? Đậu đỗ tương ấy. Ông nào mà đói tiêu hết một cân đậu này thì ông bà đầy dạ dày luôn, để đậu to to như này. Đây nhá, sau khi mà thành nó bát phở như này này, bát phở thịt heo
chiên. Nước này nước này. Đấy. Anh em ơi, bánh phở này nó rất đặc biệt nhá. Bánh phở nó không giống bánh phở dưới xuôi đâu, thật đấy. Bánh phở đen đen lúc nãy đấy, và ăn với cái bánh lợn quay này nó ngon lắm. Với cả hoa chuối như này. Đấy, thưởng thức đi nhá. Ăn được full nhá. Rất là ngon. Đây ăn nha, cơm thì tuyệt vời. Món này gọi là món cà đại bác ở trên đồi ấy, thì chị gọi là cà pháo, tôi gọi cà đại bác. Cà nó to như lúc nãy anh em xem ấy. Chiên dầu lên xong này, thơm dã man luôn mà ăn ngọt lừ, em thề luôn đấy, trước giờ ăn có cả cà ngon này luôn. Mà đấy chị bảo mới đang chế biến vội đấy. Còn đây là trên, cho một lúc nữa là phải gia giảm là rất là ngon luôn, ăn cơm không cần thịt thật sự là như thế luôn. Mới lại anh em lưu ý nhá, đi leo y tí về ấy, thì anh em nên về qua Mường Hung và ăn ở đây. Thì tí nữa tôi sẽ để cái số điện thoại của chị ở trên tip để cho anh em xe phượt lưu ý nhá. Mà ăn ngon lắm, cái quả cà thì thề luôn. Nhưng mà ăn cẩn thận, nóng là răng ở lại đấy nhé. Đây là đoàn xe của đội phê phượt nhá. Đấy, nguyên đoàn luôn. Đã đến được chợ Y Tý và đến ngay trước cửa của đồn, nhà khách đồn biên phòng Y Tý này. Mọi người thấy không? Nếu như anh em mà lên trên Y Tý mà lạnh quá không ngủ được ấy, thì anh em có thể vào thuê nhà khách của đồn biên phòng Y Tý nhá. Như vậy là chúng ta cũng sẽ không bị lạnh quá. Nếu mà không quen thời tiết nó lạnh lắm ấy, thì chúng ta làm như vậy. Đây là quang cảnh từ trên cao nhìn xuống chợ Y Tý. Chợ phiên Y Tý thì họp vào thứ bảy hàng tuần nhá. Mà họp muộn lắm anh em không ngại đâu, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ vẫn còn, nhưng mà càng về sau thì chợ nó càng tàn đi thôi. Đó. Đây một xe nữa từ Bình Dương anh em chạy ra đi cùng với đoàn phê phượt đây. Đây này anh này, anh mua cái này, anh là người dân tộc Mông, kiếm một thằng nữa à? Đúng rồi, không phải biết, kiếm một thằng nữa về uống rượu. Phải kiếm và uống rượu. À, anh ấy bảo kiếm thêm một thằng nữa về mới đủ uống rượu được. Đúng rồi, thịt thì phải ăn mấy ngày chứ. Đúng rồi, cái đấy á. Một thằng mình uống không ngon. Một thằng uống không ngon à, may là tiền cái món khác bây giờ thì hết mỏ tối nay thôi. Cái thịt đấy ăn mấy bữa? Thịt này á, thịt này thì cái này là củng và cái này thì kế khách vào lại là một bữa thôi. Một bữa thì nhiều quá, phí lắm. Một bữa thôi, có khi không đủ đâu à. Mấy người mà ăn thế thì nhiều quá. Ăn bộ này bán bao nhiêu tiền? Bộ này 2 triệu. Qua bộ này 2 triệu nhá. Anh em mà lên trên này mà tham quan chợ Y Tý ấy, thì ra đây này, chọn quần áo thì bỏ 2 triệu đẹp ghê rồi. Bộ này mình dân tộc mình làm hay là chúng tiếp nào? Em tự may á? Vâng. Ô, bộ này là các bạn ấy tự may nhá, không có như kia thế đúng không? Vâng, mình tự may hết. Cái bộ này đi làm cưới à? Mặc bộ này để làm mẫu. À, nhưng mà không phải đi làm cô dâu mà mặc đi chơi Tết thế này, đi làm dâu ấy. Đúng là mình có thể là mình đi chợ này, mình mặc mình đi chơi này, Tết này, mình đi đám cưới này, hoặc là mình đi dự tiệc gì đấy. Lúc nào mặc cũng được anh ạ. Miễn sao là mình thích. Ôi, tự làm được thế còn gì thế. Xứng đáng đấy, 2 triệu mà bao nhiêu công sức mới làm được. Bây giờ quay sang sau này. Rồi, các bạn thấy chưa, cái mũ này. Nhưng cái mũ như này là bao nhiêu công sức mới làm được này. Đúng không? Đẹp thật. Chúc mừng em nhá. Quá đẹp luôn. Đây là anh em đang đi đến một cái cây cầu, nó gọi là cầu ngắn nhất thế giới, nối giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Cây cầu này chắc ít anh em mò đến đâu, nhưng mà anh em tôi hôm nay sẽ mò. Khi đến Y Tý thì mò thử vào đây cái nhá. Có cái đồn biên phòng ở đây. Thế nếu mà anh em mà biết cách thì anh em sẽ được vào tham quan cái cầu đấy. Để xem hôm nay bọn tôi có vào được không nhá. Rất là nhiều hoa dã quỳ ở hai bên nhá. Đây. Đường rất đẹp luôn. Nhưng mà hiểm lắm. Này dốc ngược này. Dốc ngược luôn. Bọn tôi độ là mâm, độ lốp, độ thụt rồi mà vẫn bị chạm. Chắc phải vào ôm cua chậm chút. Đó,
Hóa ra quỳ mọc hai bên đẹp quá. Đấy, cái đập tràn tràn nước kia kìa. Chứ trước đây là chắc là con thác lớn lắm mới ra nó xuôi về đây. Nó mới hình thành như thế này. Kinh khủng luôn. Đấy. Đi qua cái đập tràn này. Chẳng biết có đúng đường không nhưng mà chắc là đúng. Đường đi rất là hiểm trở nhá. Nhà bánh đất nhỉ. Đấy. Nên đến đây thì bà con dân tộc ở bánh đất còn nhiều lắm. Nhưng mà tôi thấy rằng là phát hiện một điều là nhà bánh đất như này này là còn ấm hơn là các cái nhà mà mình ở kia nhiều ấy. Cái nhà hôm qua mà tôi ở mang tiếng là gì đấy nhưng mà lạnh gần chết ấy. Bánh đất nó ấm, nó giữ nhiệt. Có bà cụ ngồi khâu vá bên đường. Đường này mà đi buổi tối là dễ toang lắm anh em nhá. Vách núi cao kìa. À tí về nhớ mua củi luôn, trời ơi. Mọi người ơi, đây là dòng suối thác mà lúc nãy bọn tôi đi nó có cái vượt ngầm ấy. Thế thì đây là người thấy hàng rào sẽ ra kia không? Thấy chưa? Đấy, hàng rào. Dài ngoằng này luôn. Phía bên kia mọi người có cái tờ không? Bên kia là Trung Quốc. Còn đây là đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc này. Rồi đây là đường biên giới Việt Nam Trung Hoa. Đến đây là hết lãnh thổ của đất nước Việt Nam chúng ta. Qua đây là Trung Quốc rồi. Hai bên nó gọi là núi liền sông, sông liền núi kiểu gì đấy. Nhưng mà đây là chúng ta rất là thành công đi đến được đây. Còn là chúng ta vào được trong xem được các cái khe nước lãnh thổ nữa không? Chưa biết được. Nhưng mà đây là đã thành công rồi. Rất hoàn toàn rồi. Trước mắt các bạn là cây cầu ngắn nhất thế giới. Cầu nối liền giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Cây cầu chỉ khoảng 7m thôi, 7-8m thôi. Nhưng mà ở dưới đó là cái vực cực kỳ sâu nhá, vực sâu dã man luôn. Và sâu hoắm hoắm muôn hút ấy. Đây là cột mốc phía Việt Nam này, phía bên kia là đất bạn rồi nhá. Đó, hôm nay chúng tôi lọ mọ lên đến tận đây rồi. Anh em ơi, chúng tôi đã khám phá được một cái đỉnh ở núi khá là đẹp. Mọi người nhìn xa kìa thấy không? Thế còn xung quanh ở đây ấy, thì cái khoảng đất này chúng ta có thể kem được khoảng 5 xe, 6 xe nhé. Và nó rất là dễ chịu, thảo dục. Thế này là trên đỉnh núi này nhìn xuống dưới kia là toàn bộ cái đường vào Y Tý nhé. Và rất là xa nữa, các bạn có thể săn mây thoải mái luôn lên trên hoàn toàn một cái đỉnh núi. Đây là phía các cái xe của anh em tôi, tạm cái mặt bằng như thế này. Đấy, bây giờ sẽ bố trí các xe này dâm sông chít ở trong này. Còn lại thì lát sẽ tranh thủ trước khi trời tối sẽ ra sát mép vực ngoài kia để đây giờ lướt lướt cho anh em nhìn tí. Đây anh em đi vào đây cho anh em nhìn buổi chiều tí trước tranh thủ. Anh em nào muốn tìm điểm này nhá, chịu khó theo dõi và ủng hộ cộng đồng phê phượt, chúng tôi luôn luôn khám phá những điểm kem nó rất thiên nhiên. Các bạn lên Y Tý mà các bạn vào homestay các bạn ở thì ai có điều kiện cả, thoải mái đơn giản. Nhưng các bạn tìm ra một cái đỉnh núi đủ phẳng, đủ độ cao để nhìn xuống với cái view đẹp như thế này. Mọi người nhìn thấy đường vào Y Tý không ạ? Mà nó cách chợ Y Tý chỉ khoảng 5 cây thôi. Thì mọi người sẽ thấy là nó rất là đẹp, và cách cái cloud thì khoảng tầm 3 cây. Toàn bộ Y Tý dưới kia kìa. Cả một cái thung lũng, cả một cái này xuống view tuyệt vời luôn. Nay mà còn ruộng lúa mà chín nữa thì đỉnh lắm. Giờ đang dỡ củi xuống này. Đấy anh em bắt đầu củi này. Vừa mua rồi nhá. Đây là xung quanh là cái rừng thông. Đấy. Tuấn ơi nhưng mà vứt gọn gọn để xe mình còn căng ra được đấy. Chắc cú. Đấy thao tác là có thi thủy lực rồi. Một phát là auto mở ra. Nhưng mà thời gian tới anh em chơi bán tải yên tâm nhá. Không cần các loại thiết bị này, đủ trò mới rồi. Đấy, Susan kìa, Tuấn kìa. Susan kìa. Đây là lời của Susan này.
kéo chân maximum 7 da. Vâng. Bắt đầu chốt khớp. Anh em ơi, hôm nay bóc tem em ở huynh nhá. Mới cứng luôn này. Tuấn ơi, chưa bao giờ dùng phát nào đúng Tuấn. Mới cứng luôn này, vẫn còn mùi son phấn này. Vẫn còn mùi son phấn thế này đấy. Em ở huynh này là nó ghép với lại cái iCamper theo một cách khác nhau. Đấy. Hơi ngỡ ngàng tí thôi nhưng không sao, từ từ. Nó có cái hình ở trên cái bao đấy Tuấn ạ. Cái ở huynh này là khi hôm nay anh em chúng tôi đi đông, chúng tôi phải căng ở huynh lên để cho anh em ngồi trong mái nó bị đỡ bị lạnh. Xương xuống nó đỡ bị lạnh. Đấy các bạn nhớ kéo cái phép mô tuya nhá. Phép mô tuya này nó là răng cá sấu nhá. Gọi là cái khóa cá sấu. Nó rất là mạnh. Đấy, tại tập clip này thì các bạn lại xem một cái phần mới. Đó. Rồi. Ở đây thì chủ yếu là tránh cho nó xương thôi. Thế hay là cái dây rút của dưới đầu này mới rơi ra đó. Đấy, ai kèm theo kiểu ở huynh. Làm cái bên kia xong hai tay bạn căng ra hai bên bạn giữ. Bốn khóa nữa. Con lên võng. Đấy, Trường có cắm nút cái cây bên kia không? Trường. Bây giờ xem nào. Đấy cái cây cắm bên kia một cái nữa cho nó nhanh. Cho lấy hai cây. Ôi giời. Ôi giời, tối nay ngồi đây là chuẩn rồi. Quá chuẩn luôn. Cái này líu luôn vào trong xe là xong rồi, không phải giấy đâu. Không, nếu mà thêm cái tăng của Trường nữa đi thì nó sẽ rộng hơn. Nó có thể ra. Tối nay anh em tôi là chui vào đây là ấm rồi. Đồ chơi đầy đủ rồi. Đó, đúng rồi đấy. How do you think, Susan? Good. Wonderful. I'll move my tent here. Ok, đúng rồi. Vâng, em hẹn Tuấn là có cái nhà ở dưới rồi. Anh để thứ hai đi. Đấy. Vâng, anh. Vâng, anh cứ ghi hộ em thứ hai đi cho nó thức ăn thì mình làm. Anh em thấy chưa? Bộ wing này nó căng ra nó thành rộng như thế này cơ mà. Mà anh em mà đi biển nữa thì thôi thì khỏi phải nghĩ luôn. Susan bảo là tối nay tao mang lều của tao vào trong cánh ở wing của mày nằm ở dưới. Tuyệt vời. Đấy, anh em xem nhá. Còn dây không chưa hết à? Thế thì đang không đây nhá. Ông Tuấn ông lại chui rúc hẳn vào trong này cơ. Trong tất cả một cái cánh rừng ông ấy chui mình ông vào đây. Thế chứ này. Mà này nhìn cái view của ông ấy kìa. Rồi ôi đẹp chưa. Đấy mang cái tấm bạt ấy vào nốt đi cho nó đẹp nào. Cái tấm kia kìa, tấm bạc bạc kìa. Nhìn nó đẹp cảnh. Ui giời. Nhà của Tuấn nó là hơi chất đấy. Chất nhất. Chất nhất đấy. Phẳng hơn nhà Susan nhiều. Thực ra đi tìm được cái góc này đẹp thật. Này giữa rừng cây này. Đẹp không? Phía dưới xa dưới kia là cả cái vực kìa. Đấy anh em thấy không? Nói chung là cuộc chơi nó có nhiều cái hay ho của nó. Đấy đây là cái mái phủ lớp bên ngoài. Lều này thì do sàn thương mại điện tử BG cung cấp. Nó lại làm cái loại bạt đặc biệt chống mưa nhưng lại chống nóng. Và đặc biệt là các bạn trên này rừng thì không phải lo. Nó không giống như cái lều Trung Quốc đâu. Những cái dòng bạt này là nhập từ Nhật về. Nó hơi mắc chút, nó khoảng gần 4 triệu. Nhưng mà nó chuẩn lắm. Nó gọi là lều chiến đấu luôn ấy. Chất lừ. Trên một cái vùng núi rất là cao. Và chúng tôi đã set up xong xuôi cho bữa tối rồi. Rất là đẹp luôn. Lãng mạn vô cùng. Đây. Xung quanh thì tối đen như mực. Mọi người thấy không? Tối đen nhưng mà trên đỉnh núi rất là cao. Đây. Đấy.
rất ấm cúng nhá. Còn thích thì nếu mà ai thích nữa thì ra ngủ võng luôn này. Đấy. Con này là con gì nhỉ? To ống vò trùng. Đất. Ống trùng đúng không? Mà lúc mình mua ở chợ ấy đúng không? Đúng rồi. Đây bây giờ anh em chiên lên đây này, nó giống con dế mèn lắm anh em nhá. Nó giống con dế mèn lắm ấy. Đấy, người dân tộc người ta bảo là mà đắt lắm nhá, 100.000 chỗ này đấy. Người ta bắt ở ruộng đấy đúng không Quyến? Đúng rồi. Mà lúc anh em mình quay hơn chưa mua rồi tôi phải mua thử luôn về để mâm luôn. Vừa thôi vừa quá. Đấy quá nhà, hôm trước đã có một món lẩu gà ở trên đỉnh Lũng Vân cũng có trứng vịt lộn. Hôm nay lại có tiếp tục này. Nhưng mà có ấu trùng tò vò đất thì nhờ đấy. Trời ơi, 100.000 được có từng đấy đấy. Đấy, bên việc của anh em chúng tôi ngoài đường này, ấy giữa rừng này, trên đỉnh núi cao ở Y Tý này. Ui, lạnh chưa? Nhưng mà cái đống lửa của quá to luôn đây kìa. Đấy. Cái nào mà đống lửa này là rác thì để, cái nào mà là rác thì đốt luôn được tôi đấy. Sao ơi? Nào đấy, chân em nhá. Hoành tráng chưa? Quá tuyệt vời rồi. Mời anh em chuẩn bị vào việc. Anh em vào đây, anh em vào đây. Đây mấy chị trên đỉnh Y Tý nó lạnh cái mức độ đây này. Đóng tuyết rồi. Okay, anh em nhìn thấy chưa? Đóng tuyết cái bình ga này. Anh em nhìn thấy chưa? Này. Thấy chưa? Lạnh dã man đóng băng luôn này, anh em nhìn đây tôi cạo này. Thế ra đủ thấy lạnh chưa? Đây ông nhìn tôi cái chân đấm đẹp bêm này. Đấy thấy chưa? Đấy bây giờ không biết dài gái rồi đấy nhá. Thấy chưa? Này tuyết này. Không phải tìm tuyết đâu ra. Úi dồi lạnh lắm ông ơi, bỏng tay bỏng tay lạnh lắm. Đấy. Trời ơi mới quá. Anh em thế giới sofa lưu ý nhá. Hôm nay là lên đến đỉnh của khu vực Y Tý ở Lào Cai rồi, cách Sapa khoảng 3 cây số. Tổng từ Hà Nội lên đây khoảng 7 tiếng. Ôm thế sofa để cho biết rằng là mọi người cứ chịu khó làm mà tôi chịu khó chơi, nhưng mà vẫn lúc nào nhớ đến nhiệm vụ nhá. Hôm nay trong tập phim săn mây của Y Tý sẽ 1 phút dành cho quảng cáo thế giới sofa. Các bạn đến với thế giới sofa của đội anh em chúng tôi là được sản phẩm như ý muốn nhé. Nhưng hôm nay không mang sofa đây được. Săn mây phía đằng sau nguyên một tảng rất lớn mây trôi, và trong khoảng 3-40 phút đến 1 tiếng nữa thì mây sẽ tràn ngập thung lũng ở Y Tý và trời đang lạnh hạt, đội sang mũ ông già Noel. Yeah, yêu tất cả mọi người nhá.